Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Thì anh em ơi, hôm nay Titi cũng có vài vài con điện thoại vô cùng đẹp ha. Thì mong là anh em xem và chốt cho mình được những con điện thoại mà anh em cảm thấy ưng ý, cảm thấy chất lượng nhất nha. Thì anh em cho Titi một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ luôn nha. Rồi, cái con đầu tiên là Titi sẽ giới thiệu cho anh em. Đây là con vi Đây là con Vmax uh, bi anh em con vi mắt 3 nha. Đó. Thì cái con vi mắt B3 này anh em màn hình của nó là 6 inch nha. Đó HD+ luôn anh em. Và nó xài hệ điều hành là Android 9 nha. Camera sau là 8 chấm và camera trước của nó là 5 chấm. Thì uh, RAM của nó là 2 GB. Con này thì RAM RAM 2 GB, bộ nhớ uh, bộ nhớ của nó là 16 anh em. RAM 2GB bộ nhớ 16 nha Hỗ trợ xài 2 SIM Pin của nó là 3000 cực kỳ trâu luôn Đó, Pin 3000 thì anh em trải nghiệm cực kỳ đẹp Thì con này thích hợp cho anh em mua về chữa trái nha Rồi, thì con này là full chức năng hết nha anh em Full chức năng hết, ngoại hình thì vỏ nó hơi chày Đây, ngoại hình thì vỏ nó hơi chày nha Còn màn hình thì còn cực là đẹp, cực đẹp luôn Đó Rồi thì con này ti sẽ ra đi cho anh em với cái giá là trăm um, rưỡi nha con này ti sẽ ra đi cho anh em với cái giá là rưỡi và sẽ phi ship cho anh em luôn đó tiếp theo là con uh, vivo đây là con vivo v5 này nè ti ti vừa mới reset về nên cái độ sáng của nó còn hạn chế nè đây ti chỉnh lên cho anh em xem đó rồi cực kỳ đẹp nha đó con này thì là màng màng riêng vỏ riêng cái vỏ thì nó bị uh, à, chày đây vỏ thì bị chày nha anh em đó bề ngoài là như thế này rồi thì còn lại là full chức năng hết nha anh em còn lại là full chức năng full chức năng không lỗi làm gì nha màn hình của nó là 5,5 inch camera sau là 13 chấm và camera trước là 20 chấm anh em đó camera sau ha nói chung là full chức năng hết những con này là full chức năng không lỗi làm gì nha ram 4 g bộ nhớ 32 nha anh em cái con vivo v5 này ram 4 g bộ nhớ 32 hỗ trợ xài 2 sim pin của nó là 3.000 rồi thì con này là full chức năng vỏ hơi xấu rồi ti sẽ để lại cho anh em với cái giá là một một triệu à, một triệu rưỡi nha đó để lại cho anh em với cái giá là một triệu rưỡi và con này ti sẽ tặng cho anh em một cái ốp lưng nha con này là ti tặng cho anh em một cái ốp lưng cực kỳ đẹp luôn đó thì ti hôm nay ti ti uh, về trễ nên chưa có lấy được anh em đây đó 13 giờ 5 phút có nghĩa đây là gì bây giờ hiện tại bây giờ là một giờ rồi anh em nha tại TT chỉnh cái uh, thời gian nó chưa đúng nè bây giờ là một giờ một giờ năm phút rồi ha nên uh, lần sau TT sẽ mua mua cái ốp lưng tặng cho anh em nha khi mà anh em mua cái con uh, vivo v 5 này giá là một triệu rưỡi nha rồi thì cái con này nữa anh em đây cũng là một con uh, vivo v 5 nữa nè ha con này thì TT cũng uh, vừa thu, mới thu về từ bên tiệm cầm đồ luôn đó con này thì cực kỳ đẹp. Gần hết pin rồi anh em. đi đi thu về chưa có sạc pin nữa. Gần hết pin rồi nha. Rồi. Full chức năng hết nha anh em. Những cái con này là full chức năng hết. Con này thì cái vỏ nó nè. Đó. Vỏ thì cũng còn cả cực kỳ đẹp ha. Rồi. Rồi. Hai con giống nhau nha anh em. Tí sẽ để lại cho anh em với cái giá là một triệu rưỡi nha một chiều rưỡi. Con này thì ti sẽ tặng cho anh em một cái ốp lưng. Con này ti sẽ tặng cho anh em một cái um, một cái dây sạc nha. đó hoặc là anh em Phi ship, tùy theo anh em chọn nha. rồi tiếp theo là có con iPhone này anh em nha. iPhone, đây là iPhone 6s Plus, bản 16g nha. đó full chức năng hết anh em. con này là full chức năng cực kỳ đẹp luôn. Đó, màn riêng bỏ riêng nha ai lao ai lao chính chủ nha anh em có ai lao anh em về đăng nhập vào ai lao mà xài thôi không có ai lao ẩn gì hết bao reset cho anh em nha đó anh em cứ yên tâm đây iphone 6 s lốt lớp nha anh em bạn quốc tế nha con này là bạn quốc tế 16 sáu g đó nói chung là full chức năng cực kỳ đẹp cực kỳ mượt vân tay vân chân đầy đủ luôn cam kiết được cực kỳ nét luôn ha đó anh em thấy không cam quá đẹp nha ở chung là full chức năng rồi thì cái con này à, tivi sẽ đẩy lại cho anh em với cái giá là hai triệu hai à, triệu tám nha đẩy lại cho anh em với cái giá hai triệu tám là cái giá này là để lại cho anh em với cái giá sát cực kỳ nha nên tivi sẽ không tặng bất cứ cái gì cho anh em hết ha đó rồi anh em mà mua thì liên hệ trực tiếp với TT qua cái số điện thoại là 0963 595262 nha anh em. Đó, anh em cứ liên hệ trực tiếp TT qua cái số điện thoại này ha để được tư vấn luôn. Rồi anh em nhớ xem nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho TT luôn anh em ha. Đó. Con này là anh em mua về chơi game là cực kỳ ngon luôn. Rồi, tiếp theo là con Zenfone anh em đây là con gen phone đó anh em nhìn cái bề vẻ vẽ bề ngoài đây đó. nhìn còn cực cũng nhìn còn rất là chất lượng luôn nha anh em gen phone ba mắt nha đó full chức năng hết nha anh em con này là màn rin vỏ rin nè full chức năng hết con này là màn rin vỏ rin à, màn hình của nó là 5,2 inch camera sau là 13 chấm và camera trước là 5 chấm RAM 3 ghi nha. Con này là RAM 3 g Bộ nhớ 32 anh em. Và pin của nó là rất là châu luôn. Pin con này là cực kỳ châu nha, lên đến một lần ha. Và hỗ trợ xài hai sim luôn. Nói chung là full chức năng. Đó. Con này là full chức năng hết. Cực kỳ đẹp nha. Đó anh em ấy không cam kiết đồ cực kỳ đẹp luôn. Rồi thì cái con này thì sẽ ra đi cho anh em cái giá là một một triệu chẳng nha một triệu chẳng đó và sẽ không sẽ không phi ship cho anh em nha con này là không thể nào mà phi ship cho anh em được với cái giá là một triệu chẳng rồi tiếp tục nha anh em đây là con vivo y 91 c đó tv có về hai con một con là màu đỏ hường một con là đen xanh đó nó pha trộn lẫn màu rất là đẹp ha anh em ha rồi thì hai con nó giống nhau hết đều full chức năng hết nha anh em cái con này thì ti chưa có reset máy lặn đây nên còn hình của bé nè đó ti những cái con này là ti thu về từ tiệm cầm đồ hết nha full chức năng hết hai con giống nhau nha cam kiết đồ cực kỳ đẹp luôn này cho anh em xem cam kết thì quá đẹp nha Màn hình của nó anh em Con này là màn hình của nó là 6,22 hai in nha Camera sau là 13 chấm Và camera trước của nó là 5 chấm anh em Đó RAM 2 g Bộ nhớ 32 Hỗ trợ xài 2 sim Và hỗ trợ xài sim 4G luôn nha Con này là hỗ trợ xài cho anh em xài sim 4G luôn Đó màn riêng vỏ riêng cực kỳ đẹp luôn không lỗi lầm gì hết nha anh em rồi thì cái con này là tivi sẽ để lại cho anh em với cái giá là 1 triệu 8 nha 1 triệu 8 nha anh em ha Full chức năng hết hai con đều giống nhau Đó. Chụp hình cực kỳ đẹp Cái này là cam trước anh em ơi thì à, buổi tối TT đang ở trần Nên không có selfie được cho anh em được Nói chung là full chức năng Đó Rồi Vivo Y91C này với cái giá là 1 triệu 1 triệu 8 À, một triệu tám cho anh em. Đó, tùy theo anh em lựa chọn nha, một con màu đỏ, một con màu xanh, rồi phi ship cho anh em luôn nha. Rồi tiếp theo nữa nè anh em, một con điện thoại vô cùng đẹp nè. Nha, đây là con Huawei Nova 2i đó. Huawei Nova 2i nha. Màn hình của nó là 6,9 inch Full HD cộng luôn anh em. Con này thì cực kỳ đẹp đó vỏ nè vỏ là vỏ riêng nha vỏ là vỏ riêng nha màn là màn riêng nha đó cực kỳ đẹp cho anh em luôn đó, camera trước của nó là 13 chấm và camera sau của nó là 16 chấm anh em trước là 13 và có camera phụ nữa là đó, camera phụ của nó là hai chấm và phía sau này cũng vậy phía sau là camera là 16 chấm camera phụ là hai chấm full chức năng hết nha đó cam kết đồ cực kỳ đẹp luôn nha rồi full chức năng luôn thì cái con này là TT sẽ để lại cho anh em cái giá là cực kỳ đẹp luôn một triệu 6 nha con này thì cái vỏ nó không được đẹp cho lắm thì TT sẽ tặng cho anh em một cái um, tặng cho anh em một cái ốp lưng nha con này TT cũng sẽ tặng cho anh em một cái ốp lưng cực kỳ chắc luôn đó nếu mà trường hợp anh em mua cái con này rồi một triệu sáu nha anh em với con Huawei Nova 3i nha. Đó, anh em xem thì nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho TT luôn ha. Và liên hệ với TT qua cái số điện thoại là 0963 595 262 nha anh em. Đó, thì bên TT có cái chế độ là anh em mua thật sự luôn, anh em nào mua con điện thoại mà có lỗi như ví dụ như lỗi về phần mềm, anh em mua về anh mời em mở nguồn lên ha mà nó không lên Ok trả lại hoặc là anh em TT mà khi mà gửi hàng cho anh em á, anh em có được quyền nha, được quyền mở hộp ra kiểm tra, test máy. Ok, Gi giống như những cái chức năng mà TT đã nói á, đó thì anh em mới nhận hàng nha anh em. Đó. Nên anh em cứ yên tâm nha, Và TT có chế độ là ship COD, có là ship giống um, như là ship thu tiền hộ đó. Đó, thì anh em nhớ cọc cho TT một cái cạc nha. Một cái kẹt hoặc là anh em chuyển khoản qua cho TT luôn Nếu mà anh em chuyển khoản Chuyển khoản qua cho TT á Cọc bằng cách là chuyển khoản TT Sẵn sàng free ship cho anh em luôn Đó Ok nha anh em Rồi tiếp theo là con Samsung nè Đây là Samsung C7 Pro Nha Con này là cực kỳ đẹp luôn Vỏ riêng, màn riêng Đây Ngoại hình còn cực kỳ đẹp nha Đó đây là Samsung G7 Pro nha anh em Cực kỳ đẹp Thì cái con này là màn hình của nó là 5.5 inch nha anh em Full HD luôn Camera sau là 13 chấm và camera trước của nó cũng là 13 chấm luôn anh em Đó Camera sau là 13 chấm Đây Đó cực kỳ nét luôn anh em thấy không Nha Rồi camera sau đâu đây camera sau nè cũng cực kỳ đẹp nha ram 3 g bộ nhớ 32 hỗ trợ xài 2 sim pin của nó là 3.000 đó full chức năng hết nha anh em rồi thì cái con này là uh, tt sẽ để lại cho anh em cái giá là 1 triệu bảy nha 1 triệu bảy cho anh em với con samsung g 7 pro và tt sẽ free ship cho anh em với con này nha rồi, tiếp theo là con Oppo. Um, Oppo A1K. Con này là Oppo A1K nha anh em. Đó, màn hình của nó là 6.1 inch luôn và nó xài hệ điều hành là Android 9 luôn nha. Xài hệ điều hành Android 9 thì cực kỳ đẹp, cực kỳ mượt luôn. Đó. RAM thì 2GB, bộ nhớ 32, hỗ trợ xài 2 SIM, hỗ trợ xài SIM 4G luôn nha anh em. Con này thì hỗ trợ xài sim 4G Pin của nó thì cũng cực kỳ trâu Pin lên đến 4.000 nha Đó, Ngoại hình thì còn cực kỳ đẹp luôn Vỏ riêng. nha. Vỏ riêng, màng riêng. Rồi Thì cái cái con Oppo A1K này thì Titi sẽ ra đi cho anh em với cái giá là 1 triệu Rồi ok 1 triệu 6 luôn một triệu nha, free ship cho anh em luôn nha. Đó. Rồi, anh em nhớ chốt thì liên hệ trực tiếp với TT nha. Rồi, tiếp theo anh anh em ơi. Một cái con um, con Huawei. Huawei Y7 Pro anh em. Đâu, để TT kiểm tra cái. đây này nè Huawei y 7 Pro ha đây là con Huawei i7 Pro đời 2019 anh em ram của nó là 3 g và bộ nhớ trong là 32 nha đó xài phiên bản hệ điều hành Android 8.1 cực kỳ đẹp luôn rồi thì cái con này là màn hình của nó là 6,26 inch nha HD camera sau của nó là 13 13 chấm và camera trước của nó là 16 chấm đây camera đây camera sau nè ha à, camera trước TV đang ở chàng không dám sexy si anh em ơi đó nha rồi cực kỳ đẹp luôn màn hình nè anh em thấy em chụp cực cực kỳ nét nha đó rồi nói chung là full chức năng hết con này là full chức năng hết nha nghe gọi zalo facebook thì cực kỳ đẹp luôn đó thích hợp cho anh em chơi game luôn nha con này là thích hợp cho anh em chơi game luôn và tại vì biết anh em biết sao không? nó xài uh, xài chip snap snap bốn uh, năm bốn năm mươi anh em thì anh em có thể chơi game nha con này là chơi game cực kỳ đẹp liên quân chơi bk bk hay là um, leo ra thì khỏi phải bàn cãi màn hình to nè đó, màn hình to 6,26 inch luôn. Rồi, nói chung là con này TT sẽ chốt lại cho anh em với cái giá là 1 triệu 8 nha. 1 triệu 8 với con Huawei. Đó. Huawei Y7 Pro đời 2019. Rồi. Tiếp theo là con này con gì đây? Một con Oppo. À, con này là Oppo A83 anh em nha gần hết pin rồi con này là full chức năng hết nha anh em màn riêng vỏ riêng cực kỳ đẹp luôn ha à. thì màn hình của nó là 5,7 inch nha camera sau của nó là 13 chấm camera trước là 8 chấm con này thì RAM 3GB RAM 3GB bộ nhớ 32 hỗ trợ xài 2 sim pin là 3.180 anh em đó full chức năng hết nghe gọi Zalo Facebook cực kỳ đẹp luôn anh em thấy không quá đẹp nha rồi thì cái con này là Oppo A83 tivi sẽ ra đi cho anh em cái giá là 1 triệu ba nha 1 triệu ba RAM 3 ghi bộ nhớ 32 nè cực kỳ đẹp luôn anh em mà mua những con này về trải nghiệm YouTube hay là Zalo hay là TikTok thì thực cực kỳ đẹp luôn nha đó thì anh em nên mua những cái con này rồi tiếp theo này anh em ơi. Ốp bồ neo 7 TT còn được 4 con nè. Đó, còn hai con màu trắng, hai con màu đen. Rồi, thì mỗi con là 700 000 nha. Nói chung là full chức năng hết nha anh em. Ốp bồ neo 7. Đó. Full chức năng hết nha. Những cái con này anh em mua về chữa cháy thì cực kỳ đẹp. RAM 1GB, bộ nhớ là 16 nha. Hỗ trợ xài 2 SIM đó con này nói chung là những con này ti chưa có khởi nguồn lên em ơi nói chung là full chức năng hết nha full chức năng hết rồi màn hình của nó là hình như là màn hình của nó là 5 in anh em màn hình của nó là 5 in nha Nó full chức năng zalo facebook youtube ok hết nha rồi thì một con là 700 anh em mua hai con anh em mua hai con ti sẽ để trả lại cho anh em với giá là một triệu ba nha anh em mua bốn con rồi thì, thì sẽ để lại cho anh em cái giá là 2 triệu um, 2 triệu tư đó anh em mà lấy bốn con luôn thì, thì sẽ đợi trở lại cho anh em với cái giá là 2 triệu tư Ok nha rồi thì anh em ơi xem nè bây giờ đã 1 giờ 22 phút rồi nè đó thì, thì, thì toàn là quay những cái giờ toàn là quay những cái giờ mà khuya khuya không anh em thật sự luôn tại vì thật sự là TT ti ti không có thời gian luôn á anh em, đó đi làm về tám chín giờ rồi xong phải đi tìm cho anh gom á, đi gom tìm cho những anh em những cái con điện thoại, rồi xong phải test rồi máy này nọ rồi ok rồi dám mới mang đến cho anh em xài, đó thì thật sự luôn mỗi con như như đây mỗi con TT ti ti, thật sự là bán cho anh em lời trả được bao nhiêu đâu, mà nhiều khi anh em giao hàng cho anh em, anh em trả lại về rồi tiền ship, rồi tiền hộp này nữa. <laughs> thì nói chung anh em thương tình, anh em mà thương tình thì nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ luôn nha. Và anh em nào thật sự muốn mua điện thoại thì hãy hãy liên hệ với TT hoặc là cọc với TT nha. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở một video sau nha. Rồi, bye bye anh em.